mưa là vô mánh rồi, tại xuống rồi. Ơi, đất ơi, sáng sớm ngày hôm nay là anh Tiên thông báo một cái tin vui cho của hàng xóm là nguyên cả xóm chúng an ủi hả? Quá vô mánh luôn. Vậy là ngoài chúng an ủi là ở đây là anh Tiên chuẩn bị là được hưởng sấy đó nha. Ta lì lì người 500 ha. Có một anh. Ồ, 500. Vô mánh luôn. Được rồi. Ăn ủi ngon luôn. Đó. Rồi trời trời mười mấy tờ trời đã ha. Tờ 50 thì trồng tờ 500. Mà chúng ta là 500. Tờ thì 500 mấy triệu. Thế rồi ra chắc cũng còn 4 mấy triệu. Chữ anh nói ngày tối nói chữ hết hơn tờ rồi. Hơn tờ. 400 mấy. Ngon lành luôn. Lúc vừa ăn Tết lớn luôn, người ta tay chắc. Vừa ăn Tết xong được quà ta ăn Tết á. Có ăn ngủ là ở đây có đặc biệt rồi đó. Anh ta mốt tiền đầu tư đi, ngày 2 tấm. Gần đây không? Cái người chú gần đây không? Cháu đây nè, thép này đó. Đó, thằng gạo đó. Đi tổng ngay nè. Thằng gạo gần gần xe đó. Không đi tổng đó. May mắn vậy em. Ờ may mắn. 11 tờ luôn, ngon lành. Cái này phải là cái duyên của anh gieo cho con không? Hả? Theo anh nghĩ á, phải cái duyên của mình không? Quá may mắn rồi. Thấy người ta chơi trúng số mà anh Tiên sốt sắng hết trơn. Sốt sắng rồi, ngày qua chị mua là ngon luôn. Ba nào, chưa, ba nào bán vậy? Hả? Biết ai bán không? À, em ở bên Lệ Tài Thưởng á. Dạ. Bên Lệ Tài Thưởng. Qua uổng. Đó, này ba nuôi với mấy anh lại thăm rồi đó. Uổng gì bình thường có mua giấy số không? Tiên hỏi nghe không giờ sao mà anh thích cái quần kia gì mà anh mặc hoài vậy? Quần có lỗ thông gió hả? Không. Đưa hai khe ra dữ vậy? Thôi. Quần gì khe đưa khe cho bá vậy nè. Xong quay ngược lại lúc trước. Không. Hay là ông xì hơi quá rồi nó lủng không nội. Lâu ngày một á. Quang thấy cái quần lớn của ổng chưa? Bữa nào cũng mặc cho ngắt. Hai chai bưởi. Không có đâu. Ai rồi? Ai không có bưởi đâu. Còn cái gì mát hay sao đó. Tối ngủ mặc quần nào? Không, ngồi dưới gạch nó mát á. Chơi tính đâu mặc quần cái đầu con dâu với. Không. Có cái dời. Hả? Ngon sao bỏ ăn? Không, bình thường. Ở đó đi tới 2 giờ mới về. Quên trời thật thường. Giờ chỗ đó là không cho thì mình đi chỗ khác được không? Có. Mình nhiều điểm rồi. Nhiều điểm lắm. Ừ. Mời thằng đi điểm cấp bến á. Giờ giàu quá giàu rồi. Lần bây giờ lên giám đốc rồi á. Giám đốc luôn rồi. Cái dạng đỏ chứ qua ta trong số đầu được thấy thấy ăn mua ngon rồi. Mua rồi chúng rồi. Giờ chúng mua là Tiên cũng không cần đi mua sinh nữa. Này là anh Tiên ở nhà hết, anh Tiên không mua sinh đấy anh Tiên. Dạ, anh Tiên ở nhà. Anh Tiên là giờ quyết định nghỉ mua sinh ở nhà luôn. Thì chuẩn bị trúng số độc đắc. Ngay sớm trúng mình mấy tờ xem chúng. Thì chú hả? Hả? Trời ơi. Nãy đi ngang có thấy độc sắc sao nãy anh nghe thấy. Đó, trúng số đó. Trúng hả? Ừ. Ăn ngủ gì một tờ 11 tờ. Rồi thôi. Sao nãy em nghe đồn là nói anh Tiên trúng số. Vậy. Trời ơi. Là trúng số đặc biệt. Vậy các bạn ăn số nãy. Đó. Chỉ vô đây nè. Ừ. Nghe số là đập nhà rồi bỏ nhà xây nhà khác luôn hả? Xây nhà tượng luôn. Nghe giờ tượng. Vậy chúng số gì mới được? Đập tắt hay là chúng số đầu rồi không đập cái lỗ quá. Ta nói cho rõ. Chúng số gì? Ăn ủi. Ăn ủi hả? Ủi đang chịu hết 5 triệu. Hôm qua tới 11 tờ. 500 mấy triệu rồi. 5,5. 500 mấy trừ hết còn 400 mấy. Trừ ra thì cũng còn 400 mấy. Ăn Tết về đúng số. Vậy mà nãy em ngoài từ ngoài đầu đường đòn á, trong tiên số à. Ừ, đầu từ đầu đường vô. Người ta đòn quá rồi đòn nói anh chàng lùng 5 tấm. Đùa. Trời ơi, đùa. Hay là giấu không? Dạ hay giấu. Không có đâu. Thôi thiệt đi nghe. Giấu. Thiệt đi nghe. Lâu là nghe tin rồi đó. Không. Hồi nãy bước chạy vô mà có nghe ta xì xào. Không có. Quá xá luôn rồi. Không có. Có. Có là mừng cho anh thôi á. Ồ, có trúng số đặc biệt á. Ồ, giờ này ăn mừng ngay. Này biết đâu lỡ trúng số rồi không cho mấy tôi biết là sao. Mẹ nuôi. Mẹ nuôi né né nha. Hàng chị cái xóm tiền nay vui quá trời. Gồm tụng kinh rồi cúng gà ông dịch tùm lum hết trơn mà ngoài đầu ngõ luôn á. Mười đi nhậu á không nhậu á.
À mời anh đi ha. À mời đi nhậu, kêu hồi nãy đi hai lần rồi. Đi. Do người ta trúng mà nắm trúng mình buồn mình có lọc ké luôn mà, có lọc mà, người ta trúng nhân tiên có lọc mà. Có lọc năm sĩ rồi con như nữa. Năm sĩ. Rồi. Rồi. Có không được nhiêu? Được năm sĩ. Rồi, năm sĩ hả? Cho nhỏ cháu. Anh tiên cũng trúng nữa, trúng số đầu được năm tờ. Năm sĩ. Số đầu được rồi. Người ta trúng mà anh tiên nhớ luôn. Ôi vậy đầu tư đi, ngày năm tờ. Ừ, nghèo á, năm tờ. Thôi vậy tự mở ra bán luôn đi. À, hỏi thiệt nghe, đó giờ anh mua vé số mấy lần rồi, nhớ rồi. Lâu rồi. Nhiều lần hay ít lần? Hành tính là 8 lần, 7 lần. Trời, đó giờ 40 năm mua 60 lần vé số mà ha. À. Cũng nhiều dữ rồi. Phải đầu tư vô mới được. Mà có khi ông trúng không giấu không ơi? Không, không có giấu. Vậy sao mà bà con mới bước vô cái cổng chùa là bà con nói trời ơi chằn lùng trúng số nữa rồi. Không phải đâu, không có. Bởi vậy mới chạy riết vô hỏi thăm anh mình cho anh mà không biết có hay không nè. À, có rồi. Có thì nói đăng cho bà con với anh. Phải coi trúng số á, nhưng mà mời Hồng Quân anh tách lên luôn. Mời anh Quân luôn phải không? Ừ. Ở 100 mâm luôn ha. 100 mâm luôn á. Ừ, trúng á, thiệt á. Mời ông trúng ăn ngủ cho ông đãi. À. Cái nào cũng 100 mâm nha ha. Ổn quá, ổn. Thấy đang thấy trùng số. Trùng sao vậy? Thấy người ta thấy là trùng số mà mình không trúng buồn quá anh Tiên. Buồn quá. Có mua đâu mà buồn. Có mua không? Có. Có hả? Bữa nó mua mấy tấm? 2 tấm, 3 tấm á. Ừ. Qua mua 2 tấm. Phải ngay ngày Tết đâu ta không? Hả? Ngày Tết đâu ta luôn cái gì? Ngày qua ngày. Qua ngày rồi á là trúng. Gần đây không? Bé cũng gà đang cục đầy tụng bên đó. Trời ơi. Tiền luôn. Anh nó là chơi còn nhỏ đó. Cái chỗ cái anh đậu xe đó, đập đất luôn không? Ờ không. An ủi. Ăn 50. À, an ủi là ở đây là chắc chắn là cái cùi đó có đặc biệt rồi. Cùi này là cái cùi lớn, cái cùi lớn có đặc biệt á. Đặc biệt ở bên gọi á. Cũng gần đây luôn ha. Tính chắc chắn. Cái đó mà chúng đập đất thì thôi luôn. Thì cũng mấy tờ. Mấy tờ. Chắc canh tiền chắc cầm 1-2 bộn mà. Đây tới rồi xây biệt thự. Tới đó anh nói là xong là anh luộc cái nhà liền mà. Quất hết đất luôn. À, ông ấy nói một căn đây, căn đây. Quất luôn hết. Xây giáp 3 căn luôn ha. Xây 3 căn luôn. Làm sân chục 3 tin nó lên luôn nè. Làm hồ bơi đều luôn. Hồ bơi này luôn. Cái mai là đập bỏ rồi. Rồi vậy rồi mà bữa nay bắt đầu mua ngày 5 tấm đây. Đầu tư không đầu tư mà đồng minh chụp cái. Đầu tư đi. Anh Tiên cứ việc đầu tư lớn lên. Đó. Mạnh lên. Bén nó vào nó bén không? Giờ mới mua mà. Ví dụ như mình đi mua sinh là mình kiếm được 150.000, đầu tư là 5 tấm. Mình là còn 100 thôi. Phải không? Mà hạ lại lại quá vậy. Mà hạ quá giảm. Thì từ đây đầu tư tới 10 năm sau chúng cũng trúng à. Không tin là không trúng luôn á. Rồi nay mẹ có nhà không anh Tiên? Mẹ đi nhà anh rảnh. Đi nữa hả? À, đi nhà. Đi công chuyện hay là đi làm cỏ cho chị kia bẻ gạo á. Ờ, mẹ đi về rồi làm rồi ha. Bữa ăn Tết lớn không? Lớn. Mấy ngày? Ngày nha. À, đi vô chùa hay là mình làm tiệc ở nhà mình ăn? Tiệc ở nhà đi chùa nữa. Dạ. Gia đình 5 người đi luôn. Đi vô chổng rồi mình có cúng tiền cúng vàng. Có mình để tiền để trong chùa đó. Nhiều. mình để nhiều có nhiều không có đợt này hỏi anh là đợt này có nhiều rồi đó nhưng mà để anh để bao nhiêu 50-100 vậy đó 50, nhưng mà cuối cùng 50. Là 50-200 nhiều okay. Năm nay làm ăn được thì phải để nhiều chứ mình cho nhiều mình công đức nhiều rồi khai luôn này cho ít rồi nhiều có gì đâu mà không dám nói 50 là 50 mà 100 là 100 nhiêu 500 50 rồi cuối cùng là 50 đúng không à. Rồi nghe nói tết anh vẫn đi mua sinh á anh Tiên tết từ ngày 28-29 đi đi hàng đó rồi đó đi 28 đi Long Phú mua sinh được đà đỡ hay đó anh Tiên cho nhiều ha đà ta nói ta anh ta chửi quá chửi ta dạo quá dữ rồi là nói ông chủ rồi giải hết đâu giải hết dần giả không nói hình giả ra không tin không tin luôn hả rồi ta chịu sao có nhà cửa có tiền sao ở nhà
là còn đi mua sinh nữa ha. Tiền đó không phải tiền đó, tiền không phải để cho con mà mua sinh mà ăn mỗi ngày, cho con đi học mỗi ngày đó đó. Bây giờ nhỏ thứ ba xe hư nó chưa sửa nó cho nó nói là xe hư rồi. À, xe hư rồi. Bị gì? Bị còn đập ở làm sao vậy? Còn sửa chưa? Đập đi không được. Đạp không đi hay gì? À, đạp hay là kẹp sơn. Sơn vậy. Anh sửa đi. Không biết. Vì sao nó lúc trước anh có đi học rồi hỏi sửa xe gì? Không, không sửa xe. Sửa ống nước với sửa điện à? À, sửa. Không tiên rồi, làm nghề thông ống nước giỏi lắm. Thầy ống nước hay sửa điện, sửa nhạc trong đó ha. Nhạc sửa. Ống này ha, thông. Thông sửa ống nước, sửa điện, sửa điện thoại. Cái gì vậy? Chỉnh điện thoại cho anh ta đó. Kim luôn thông cống á. Cống là bị nghẹt cái mình thông cho nó nước nó chảy qua. Đi đi người ta nói sao đeo vợ quá dữ rồi. Ta vàng cho vợ đó. Bự này nè. Thì mình cứ nói là mình có vàng thì mình cho vợ, mình đeo vàng cho vợ đâu chứ gì đâu, mình sợ anh Tiên. Nói thẳng ra là cái vàng là tôi cất trong đó. Bây giờ anh Tiên nói đi, nói ai muốn mấy cái vàng này em đợi đây em cho. Ừ. Không phải dằn thiệt mà sợ gì? Sợ mấy người trộm. Trộm không? Anh không nói gì, mà cái nhà vệ sinh tôi là tôi cất vàng ký ký trong đó. Ngày nào tôi cũng gom vô đó. Nói ai muốn thì tôi lại nhà tôi cho vài ký. Tôi nói thẳng với khán giả đi là ai nói tôi có nhiều vàng thì đây là tôi dẫn về nhà tôi cất vô đó, vô hầm đó. Bây giờ cái vàng ở ở ruộng á. Ở dưới hầm đó. Dưới hầm đây vô xuống đi. Đó là kêu bằng cái gì kho báo rồi, kho báo. Kho báo. Mày ruộng nha. Ruộng. Còn cái đây là nhà băng mới làm. À, nhà băng làm. Hồi bả thấy bả ở Cần Thơ mê phải không? Bả ở bà Cần Thơ có mừng bả quay á phải. Bà đi lạc cái ha. Bà đây là không mấy người là chú nói nói đầu tiên là phiền bả. Phiền bả là phiền bả à, phiền bả bả gần Campuchia. Ừ. Tại anh Chanh không biết. Anh hiểu không? Hiểu trong tiên sớm là ủa sao ông Chanh cũng người dân tộc mà sao không hiểu tiếng đó? Tại đâu bả Chanh không hiểu hỏi nó hỏi quay bả làm gì đó, phiền bả làm gì tôi bả ở đây đó. Nó nhà bà ở đây ha. À, ở đây đó. Nói vậy đó. Anh Chanh không, ông Chanh không biết hả? Hỏi hả? Thôi không điện thoại qua nói với em mình nói là em không hiểu để anh phiên dịch cho. Tại là đó không ở nhà đi mua sinh. Mua sinh được không? Ờ đi mua sinh. Coi lại mới biết ha. À, coi TV thấy hiểu. Buồn không? Buồn không? Hả? Buồn em Chanh là tại sao mà không giải thích cặn kẽ. Để đây tôi nôn nóng quá trời. Về coi tức quá luôn ha. Bây giờ bữa đó mấy em cũng tính là điện cho anh đó mà nghĩ nhiều khi anh đi mua sinh đó. Điện á, điện á, điện á, dạ nó. Dạ nó được hả? Dạ. Dạ, dạ, dạ hiểu không? Dạ không hiểu. Ừ. Kỳ kỳ. À. Bạn là người ghế này phải không? Người kia đúng chăm. Rồi, mới ngồi ghế đá đó. À, này nó có một áo bự vậy nè. Ừ. Giờ bà có nhà đó anh nhà. Có cu mang bà về đây nuôi không? Không. Không. Có đem bả gì đây mà làm phim làm một bà nữa đi. Ừ. Không. Ừ, sao? Không. Không được. Thì một bà là anh lo cho một đứa, còn là bà đưa hai đứa. Sợ lớp nhà. Lớp nhà. Đâu bình thường. Nè, lớp nhà. Vậy đây họ hỏi về chị Quyền coi chị chịu không? Dạ. Người ta đi thôi mà giữ người ta chi vậy? Giữ nhỏ lớn không luôn. Đây vô. Coi cái gian kia. Là. Sao đâu anh nói lại sao mà chưa? Anh đi mưu sinh rồi người ta nói gì mà bé Quyền hả? Bé Quyền khóc vậy? Nói sao anh mà khóc vậy? Thấy cha tiền nhiều lắm, có cái nhà dặn dạ. Ta nói gì? Ta chửi sao mày có tiền có nhà vàng quá dữ mày ở đi mua sinh hay con nữa. Đó. Đó. À, anh có hỏi là cô bác nói thiệt hay nói chơi không? Nói thiệt á. Có thiệt mới khóc không? Nói nặng lắm mới khóc. Kệ, ta nói tiếng không anh Tiên? Liếng. Nói sao nói sao mày có tiền mày ở nhà mày là ở nhà làm gì ai đồ TikTok tới nữa kể bạn đang nói ta nói với con anh hay là nói với anh hai người cha con nói chỉ thân mặt luôn ha chỉ. Mấy người nói nhiều lớn lắm không phải một người đâu trời ơi đi ngang ghé nói đi ngang ghé nói nha ở xe mình ngồi đây nó nói đứng nói chỉ chỗ là không chửi
nói mày giàu đeo vàng nhóc chân à, còn đi mưu sinh nữa. À còn đi mưu sinh, có nhà cửa, có nhà, nó nhà nước cho thôi. Ừ. Đó, quân có lau cá cặp, có lồng mái che, đó là tết tết thôi. Ở trong nhà không có gì đâu. Đó. Đó, xe vừa hay nhỉ. Có tiền nhiều mà anh Thường Quân giúp cho anh thì để anh để cho con anh đi học thôi, chứ còn anh đem ra xài máy móc con anh sẽ làm sao? Vậy đúng rồi, đúng rồi. Nói vậy chị ơi, nói vậy đó, nói vậy đó. Đó là chỉ là đóng phim thôi, dàn giả chứ không phải dàn đẹp. Đó là mình đúng là một cái gì đó vui vui để tặng cô chú anh chị trong lúc mà rảnh rỗi mình xem để xả chết thôi, chứ anh Tiên nào mà có vàng như vậy mọi người. Phần cuối clip á mà là anh nói vậy lúc đầu như giữa chút mà tao nói gì vàng giả rồi. Đó là cô bác anh chị nên cân nhắc rồi xem hết video rồi hả bình luận anh cãi hết nói đại cãi người ta nói mà cãi không có dặn không có buồn không dặn ha à, điên quay chế hoài khỏe chế đừng có dặn đừng dặn là dặn làm chế dặn làm chi vui vẻ thôi. Giờ mình vui rồi. Có vui thì mình hát bài nghe chơi. Có nhà vậy được rồi một cái. Có mấy che có nhà có tượng tượng đá gì này một cái. Còn người này không cho người khác cho. À. Đúng không? Không phải một người đâu, ngàn người á, không phải một người đâu. Ai hiểu anh Tiên thì dẫn cho anh Tiên như xưa thôi chứ chị. Dạ. Thấy anh Toàn Nghiệp bé đó. Làm bé. Là Quyên khóc luôn. Khóc luôn. Trời ơi. Khóc cho nó nghĩ đi một mua sinh chung anh luôn quá. Không, đi. Đi á. Hàng quán nó đi tại nó đi học á. Ờ. Nó đang đi học. Thế thì sao Tân Nghiệp nó dắt đồ nặng gạo bánh. Dắt thấy vậy là cuối cùng là cũng có nhiều bà con cho như tiền bình thường bình thường. Quà đem về nữa ha. Chị chúng được hai tờ. Chúng được hai tạ lắm chị đó. Ngủi ha. Ngủi hai tạ, hai tạ. Ngủi quá trời luôn rồi. Rồi, chiếc chuyện.